Hèn hèn hèn. Xin chào Nhật đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế Giới Di Động. Và hôm nay trên tay mình đây đang có hai chiếc điện thoại rất mới thuộc dòng Asori bán rất chạy và có một cái mức giá rất hot đến từ Oppo, đó chính là Oppo A55. Ngay bây giờ thì hãy cùng mình unbox trên tay và đánh giá nhanh về hai chiếc điện thoại này nhé. Xem nó có gì mà nhiều người dùng quan tâm đến như vậy. Ok, và ở trong hộp thì chúng ta sẽ được trang bị khá là đầy đủ những cái phụ kiện như là ốp lưng, que chọc SIM, một cái củ sạc 18W và một cái sợi dây cáp USB A2C để hỗ trợ các bạn sạc nhanh. Miếng dán màn hình thì Oppo đã có dán sẵn trên màn hình điện thoại của chúng ta luôn rồi, chỉ còn thiếu một cái tai nghe đó thôi là full combo. Và trên tay mình đây chính là hai phiên bản màu của Oppo A55, màu Starry Black và màu Rainbow Blue. Ở bản màu Starry Black thì mặt lưng sử dụng chất liệu nhựa nhám với một cái bề mặt cực mịn, lai giữa nhám và bóng, và nó không hề bị bám dấu vân tay, cho cảm giác cầm nắm chắc tay và hạn chế tối đa cái tình trạng bám vân tay rất là hoàn hảo. Bản màu Rainbow Blue thì là một cái sự sáng tạo của Oppo với một cái mặt lưng sáng bóng và có khả năng phản quang tốt, tạo ra hiệu ứng cầu vồng rất là lung linh, rất là bắt mắt. Oppo A55 không chạy theo xu hướng cạnh vuông mà mặt lưng của nó được thiết kế cong 3D cho cảm giác cầm nắm êm tay, chắc tay và không hề có cảm giác cấn tay khi mà chúng ta sử dụng trong một thời gian dài. Bên cạnh đó thì nó mỏng chỉ có 8,4mm và chỉ nặng vỏn vẹn 193g, cho nên là khi cầm trên tay thì rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Ở mặt lưng thì chúng ta sẽ có một cái cụm camera và đèn LED đặt ở vị trí góc trái. Đối xứng với nó chính là logo Oppo. Nhìn tổng thể mặt lưng thì rất là thanh thoát và sang trọng. Quay sang mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie 16MP dạng nút ruồi nằm gọn ở góc trái màn hình. Và chất lượng camera thì một lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn. Do là ở phân khúc giá rẻ cho nên là Oppo A55 sẽ sở hữu rất là nhiều những cái đặc điểm tương tự như là những chiếc máy trong cùng phân khúc. Chúng ta sẽ có một cái cạnh dưới còn hơi dày và ba cạnh bên thì mỏng đều như nhau. Cạnh dưới thì sẽ là cổng USB Type-C, loa và jack 3.5, tiện lợi để chúng ta kết nối với các loại tai nghe khác. Bên cạnh trái thì là khe SIM 3 trong 1, chúng ta có thể gắn cùng lúc 2 SIM nano và một cái khe thẻ nhớ. Bên dưới chính là phím tăng giảm âm lượng. Cạnh phải chính là phím nguồn kim cảm biến vân tay, mở khóa cực kỳ nhanh chóng, đặc biệt là trong cái mùa dịch này. Đồng thời thì camera trước cũng hỗ trợ cho các bạn nhận diện gương mặt, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể linh động tùy ý sử dụng qua lại hai cái chức năng này. Về phần màn hình thì Oppo A55 trang bị cho chúng ta một cái màn hình với độ phân giải là HD+, kích thước là 6.51 inch và có độ sáng lên đến 480 nits và có thể đạt được độ sáng cực đại là 550 nits. Mặc dù là cái thông số nó không có quá ấn tượng, tuy nhiên thì mình thấy là trên cái màn hình này nó vẫn cho chúng ta một cái chất lượng hiển thị khá là trong trẻo và độ sáng cao, đặc biệt là khi các bạn dí sát mắt như vậy á thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được cái điểm rỗ của nó. Độ sáng của Oppo A55 có thể xem là khá ưu tú trong phân khúc này, bởi vì thông thường tầm giá này thì chúng ta sẽ rất hay bắt gặp những cái màn hình có cái độ sáng chỉ loanh quanh khoảng 400 nits mà thôi. Hơn nữa thì giao diện ColorOS cũng khiến cho chúng ta có một cái màn hình sống động và rực rỡ hơn rất nhiều. Màn hình đục lỗ đi kèm với cạnh viền siêu mỏng cho tỷ lệ màn hình so với khung máy là 89,2%, giúp cho chúng ta có một cái không gian giải trí xem phim chơi game đã mắt hơn. Chuyển đến phần camera đi. Đây là một cái phần mà mình nghĩ là nó rất đáng tiền và rất đáng để các bạn cân nhắc về chiếc Oppo A55 này. Chúng ta sẽ có một cái cụm camera với camera chính là 50MP, một cái con số khá là khó bắt gặp trong phân khúc smartphone dưới 5 triệu đồng. Phía bên dưới chúng ta sẽ còn có một cái camera xóa phông 2MP và một cái camera siêu cận 2MP nữa. Nói một chút xíu về camera 50MP thì để sử dụng chức năng này các bạn chỉ cần vào giao diện camera và chúng ta kéo xuống bật tính năng 50MP lên. Thông thường thì ở chế độ auto các bạn cũng có thể chụp được những bức ảnh với cái độ sắc nét là 12MP. Tuy nhiên thì khi bật chế độ 50MP này lên thì các bạn sẽ có thể thu về được những bức ảnh nhiều chi tiết hơn. Chúng ta zoom lên thì nó cũng không có bị bể quá nhiều. Ngoài ra thì máy còn trang bị cho chúng ta một cái chế độ chụp đêm, khả năng quay video AI, khả năng zoom kỹ thuật số 5X, chế độ chân dung có thể điều chỉnh được độ xóa phông và rất nhiều những chế độ khác trong một thêm như là tua nhanh thời gian, chuyên gia, panorama, chụp siêu cận macro hay là những cái nhãn dán để chúng ta chụp ảnh cho nó thú vị hơn. Mình thấy ở dưới góc trái thì Oppo A55 còn hỗ trợ cho chúng ta một cái phím tắt truy cập nhanh về Google Lens. Khi mà nhấn vào thì chúng ta có thể chụp và tìm kiếm được ngay thông tin của một cái sản phẩm nào đó. Còn về camera selfie thì sao? Rõ ràng khi nhắc đến Oppo thì chúng ta không thể bàn cãi nhiều về camera selfie của nó rồi, vốn đã nổi tiếng từ lâu. Bức ảnh cho ra rất là sắc nét, tươi sáng, da người thì cũng được làm đẹp rất là mịn màng, nhẹ nhàng, không bị bệt, không bị ảo như là những smartphone khác trong tầm giá này. Với cái chiếc camera này thì mình nghĩ là những cái bạn học sinh, sinh viên chúng ta dùng để học online hay là gọi điện video call với thầy cô bạn bè thì cũng không còn phải quá lo ngại nữa.
Tiếp theo là về cấu hình. Thú thật với các bạn thì Oppo A55 không phải là một chiếc máy đánh mạnh về phần cấu hình. Máy được trang bị con chip MediaTek Helio G35 8 nhân với RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB, có thể mở rộng qua khe thẻ nhớ lên đến 256GB. Với một cái cấu hình như vậy thì những cái tác vụ thường ngày như là chat chít, lướt Facebook, lướt TikTok hay là lướt web, tra cứu thông tin thì Oppo A55 hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn một cách rất là trơn tru và mượt mà. Còn nếu như mà nói về chiến game thì tất nhiên là chúng ta sẽ gặp một chút những cái khó khăn. Chiến game được chỉ ở mức trung bình mà thôi. Ví dụ như là Liên Quân Mobile thì khi setting ở mức 30fps chúng ta có thể chiến game tương đối là trơn tru. Còn nếu như bật FPS cao thì nó vẫn có thể đẩy lên được 60fps. Nhưng mà khi chúng ta đấu combat thì nó sẽ bị rơi xuống tầm còn khoảng 38-40fps mà thôi. Nói chung thì Oppo A55 không phải là một cái chiếc smartphone phù hợp với những cái bạn chuyên cài game quá nặng. Còn những cái game giải trí cơ bản thì ok, rất là ổn. Oppo A55 thì được trang bị giao diện ColorOS 11.1 mới của Oppo và trên nền tảng Android 11. Từ xưa đến nay thì ColorOS đã nổi tiếng là một cái phần mềm giao diện rất là ổn định, ít bị gặp lỗi vặt và nó có những cái thao tác thông minh như là vẽ chữ O để mở camera hay là mở chữ V để mà chúng ta bật đèn flash. Cuối cùng là về dung lượng pin thì mặc dù Oppo A55 cho chúng ta một cái thân hình khá là mình hạt sương mai nhưng mà nó lại có một cái dung lượng pin khá lớn là 5000mAh với cái công suất sạc nhanh là 18W. Ok, và với một cái con chip tiết kiệm điện năng nữa thì Oppo A55 hoàn toàn có thể cho chúng ta hy vọng rằng nó sẽ có một cái dung lượng pin rất là trâu. Máy còn có chế độ siêu tiết kiệm pin, ví dụ như là chúng ta còn 5% thôi nhưng mà vẫn có thể duy trì được 88 phút đàm thoại tiếp theo, giúp cho liên lạc không bị gián đoạn. Máy còn có tính năng sạc qua đêm được tối ưu hóa, giúp cho việc sạc pin qua đêm an toàn hơn. Điều chỉnh sạc theo giờ ngủ của bạn và đảm bảo điện thoại sẽ sạc đủ 100% ngay khi bạn thức dậy, giúp cho điện thoại chúng ta duy trì tuổi thọ pin lâu hơn. Tổng kết lại thì Oppo A55 với mức giá dưới 5 triệu đồng không phải là một chiếc máy quá xuất sắc. Tuy nhiên thì nó rất nổi bật trong phân khúc mà nó nhắm tới, với một cái thiết kế thời trang, trẻ trung, một cái cụm camera độ phân giải cao, nhiều chế độ chụp ảnh thông dụng, camera selfie đẹp, màn hình lớn, độ sáng cao, dung lượng pin lớn, sạc nhanh và một cấu hình khá ổn áp trong tầm giá. Và các bạn nghĩ sao về chiếc Oppo A55 này? Các bạn có thấy nó xứng đáng trong mức giá của nó hay không? Hãy để lại bình luận của mình ngay phía bên dưới nha. Cuối cùng thì đừng quên subscribe cho kênh YouTube Thế Giới Di Động. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.